Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn để thấy đây là phần loa trong của Huawei G7 Plus đang có mặt tại di động cao cấp.vn, được đặt dưới bảng main của máy. Khi hàng gặp lỗi sự cố liên quan phần loa trong của Huawei G7 Plus, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn cũng được cũng không. Quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn hoặc liên hệ 024-667-5099. Hiện nay di động cao cấp.vn có sẵn tất cả các linh kiện của điện thoại Huawei G7 Plus chung và phần loa trong là nghe gọi của Huawei G7 Plus nói riêng phụ quý hàng chỉ cần liên hệ 024-667-5099. Kỹ thuật viên tại di động cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Một lần nữa, di động cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đã được triển khai tại di động cao cấp.vn để xin cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Huawei G7 Plus hàng đầu Việt Nam.